Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi luôn mang đến những thông tin hữu ích giúp quý vị cập nhật tình hình trong và ngoài nước một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Còn bây giờ, hãy cùng theo dõi những nội dung chi tiết. Lãnh đạo tối cao Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố sẽ trừng phạt Israel sau vụ không kích vào tòa nhà lãnh sự trong khu phức hợp đại sứ quán Iran ở Syria, khiến 2 tướng cấp cao và 5 cố vấn quân sự Iran thiệt mạng, đài RT đưa tin hôm ngày 4 tháng 4. Ông Khamenei đưa ra tuyên bố trên trong bài phát biểu trước các quan chức chính phủ Iran hôm ngày 3 tháng 4. Những nỗ lực hèn nhát của chế độ theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái như hành động họ gây ra ở Syria sẽ không cứu vãn được họ khỏi thất bại. Chắc chắn họ sẽ phải hứng chịu một cú tát vào mặt vì hành động này, ông Khamenei nói. Tuy nhiên, ông Khamenei không đưa ra thông tin chi tiết về hành động đáp trả của Iran sẽ bao gồm những gì. Vào tháng 1 năm 2020, khi Mỹ ám sát chỉ huy lực lượng Quds thuộc quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, tướng Qasem Soleimani, Iran đáp trả bằng cách dội mưa tên lửa đạn đạo vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở nước láng giềng Iraq, khiến hơn 100 lính Mỹ bị thương. Trong khi đó, theo RT, Israel nhiều lần ném bom Syria trong những năm gần đây. Trong một số trường hợp hiếm hoi, chính phủ Israel thừa nhận các cuộc tấn công nhưng mô tả chúng là hành động tự vệ phủ đầu trước Iran. Cuộc tấn công hồi đầu tháng này nhằm vào tòa nhà lãnh sự Iran ở Syria đã bị nhiều người lên án là vượt quá giới hạn. Ở chiều ngược lại, phía Israel đã chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc tấn công trả đũa sau khi nước này bị cáo buộc không kích vào tòa nhà lãnh sự Iran. Trong cuộc họp nội các an ninh vào cuối ngày 4 tháng 4, Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu cho biết nước này sẽ đáp trả bất cứ ai làm hại chúng tôi hoặc có kế hoạch làm hại chúng tôi. Trong nhiều năm, Iran đã hành động chống lại chúng tôi cả trực tiếp và thông qua các lực lượng ủy nhiệm của họ. Do đó, Israel đang hành động chống lại Iran và các lực lượng ủy nhiệm này. Đây vừa là phòng thủ, vừa là tấn công, ông Netanyahu nói. Chúng tôi sẽ biết cách tự vệ và hành động theo nguyên tắc đơn giản nhất là bất cứ ai làm hại chúng tôi hoặc có ý định làm hại chúng tôi sẽ đáp trả họ, ông Netanyahu cho biết thêm. Toàn cảnh vụ tấn công Đại sứ quán Iran ở Syria. Ngày 1 tháng 4, tòa nhà lãnh sự bên trong Đại sứ quán Iran tại thành phố Damascus, thủ đô Syria đã bị tấn công, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, trong đó có 3 chỉ huy cấp cao của Iran. Trong số những người thiệt mạng có tướng Mohammad Reza Zahedi, chỉ huy cấp cao lực lượng Quds thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC. Tướng Zahedi là một nhà lãnh đạo quân sự rất được kính trọng ở Iran. Ông này từng giữ các vị trí chỉ huy trong cả lực lượng mặt đất và không quân của IRGC trước khi lãnh đạo biệt đội Quds tinh nhuệ ở Syria và Liban. Tướng Hossein Aminallah, tham mưu trưởng lực lượng Quds của IRGC ở Syria và Liban, và chuẩn tướng Haji Rahimi, cấp phó của ông Zahedi, cũng thiệt mạng trong vụ tấn công trên. Đại sứ Iran tại Syria, ông Hossein Akbari, cáo buộc chính máy bay chiến đấu của Israel đã bắn 6 tên lửa vào tòa nhà lãnh sự. Đại sứ Akbari cho biết rằng, theo thông tin sơ bộ, có 7 cá nhân đã thiệt mạng trong cuộc tấn công. Ông cũng chỉ trích Israel không tôn trọng luật pháp quốc tế, đồng thời khẳng định Tehran sẽ đứng về phía Palestine. Đại sứ Akbari cảnh báo rằng phản ứng của Iran đối với cuộc tấn công trên sẽ rất khắc nghiệt. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran, ông Hossein Amir Abdollahian tuyên bố rằng Tehran sẽ buộc Israel phải chịu trách nhiệm về hậu quả của cuộc tấn công. Ông cũng nói thêm rằng cuộc tấn công của Israel vào tòa nhà lãnh sự Iran ở Damascus là hành động vi phạm tất cả công ước quốc tế. Ngoại trưởng và Bộ trưởng Nội vụ Syria đều có mặt tại hiện trường. Ngay sau đó, Israel hôm 1 tháng 4 đã lên tiếng về cáo buộc từ phía Iran rằng Israel là thủ phạm không kích vào tòa nhà lãnh sự nằm trong khu phức hợp Đại sứ quán Iran ở Syria, khiến 2 tướng cấp cao và 5 cố vấn quân sự của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC thiệt mạng. Vụ không kích xảy ra vào ngày 1 tháng 4. Đại sứ Iran tại Syria, ông Hossein Akbari cho rằng Israel đã sử dụng máy bay chiến đấu F-35 để phóng 6 tên lửa vào tòa nhà. Phản hồi cáo buộc của Tehran, lực lượng phòng vệ Israel cho biết sẽ không bình luận về các báo cáo của nước ngoài, nhưng lưu ý rằng Iran chính là tác nhân khiến căng thẳng ở Trung Đông leo thang trong 6 tháng qua. Tôi sẽ không bình luận về cuộc tấn công đó, nhưng tôi muốn nói rằng trong 6 tháng qua, Iran đang khiến khu vực này leo thang. Iran là tác nhân chính gây ra hành động tàn bạo ở khu vực bằng cách sử dụng lực lượng ủy nhiệm ở Liban, Syria, Iraq, Yemen. Người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari, nói với CNN. Ngoài ra, ông Hagari còn nói thêm rằng tòa nhà bị cháy chỉ là nơi ở của lực lượng Quds thuộc IRGC, chứ không phải đại sứ quán và cũng không có vai trò lãnh sự. Căng thẳng ở Trung Đông đang leo thang sau vụ tòa nhà lãnh sự nằm trong khu phức hợp đại sứ quán Iran
ở Syria, chúng không kích hôm 1 tháng 4, khiến 2 tướng cấp cao và 5 cố vấn quân sự Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran IRGC thiệt mạng. Iran cáo buộc Israel là thủ phạm trong khi Israel từ chối bình luận về vụ tấn công. Ngày 1 tháng 4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói rằng Washington không thể xác nhận với bên chịu trách nhiệm trong vụ tấn công ở Syria. Trước khi chúng tôi thu thập thông tin chính xác, tôi không muốn bình luận, nhưng tất nhiên chúng tôi luôn lo ngại về bất kỳ điều gì có thể làm leo thang xung đột trong khu vực, theo ông Miller. Cùng ngày, một phát ngôn viên không nêu tên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ nói với trang Axios rằng Washington không liên quan và không biết trước về cuộc tấn công. Một quan chức cấp cao khác của Mỹ cho biết Washington đã thông báo trực tiếp vấn đề này với Iran. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga lên án mạnh mẽ Israel về vụ tấn công, cho rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào các cơ sở ngoại giao và lãnh sự là không thể chấp nhận, theo hãng thông tấn TASS. Chúng tôi tin rằng những hành động hung hăng như vậy của Israel là hoàn toàn không thể chấp nhận và phải chấm dứt. Chúng tôi tin tưởng rằng tất cả thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế cần phải nêu rõ quan điểm của mình và đánh giá về mặt pháp lý những hành động này, theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga. Ngoại trưởng Syria, ông Faisal Mekdad, mô tả vụ không kích là sự vi phạm trắng trợn các quy định quốc tế, đặc biệt là Công ước Viên về quan hệ ngoại giao năm 1961. Các quốc gia Hồi giáo bao gồm Iraq, Jordan, Oman, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE cũng lên án vụ tấn công. Israel lên tiếng vụ tòa lãnh sự Iran ở Syria bị không kích. Liên quan đến tòa lãnh sự Iran ở Syria bị không kích, Israel hôm ngày 1 tháng 4 đã lên tiếng về việc cáo buộc từ phía Iran rằng Israel là thủ phạm khiến 2 tướng cấp cao và 5 cố vấn quân sự của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC thiệt mạng. Vụ không kích xảy ra vào ngày 1 tháng 4. Đại sứ Iran tại Syria, ông Hossein Akbari, cho rằng Israel đã sử dụng máy bay chiến đấu F-35 để phóng 6 tên lửa vào tòa nhà. Ông Akbari nói, có lẽ đây là lần đầu tiên những người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái, Israel, tấn công tòa nhà chính thức của Đại sứ quán Cộng hòa Hồi giáo Iran, nơi đã có lá cờ của Cộng hòa Hồi giáo treo trên đó. Phản hồi cáo buộc của Tehran, lực lượng phòng vệ Israel cho biết sẽ không bình luận về các báo cáo của nước ngoài, nhưng lưu ý rằng Iran chính là tác nhân khiến căng thẳng ở Trung Đông leo thang trong 6 tháng qua. Người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel chuẩn đô đốc Daniel Hagari nói, tôi sẽ không bình luận về cuộc tấn công đó, nhưng tôi muốn nói rằng trong 6 tháng qua, Iran đang khiến khu vực này leo thang. Iran là tác nhân chính gây ra hành động tàn bạo ở khu vực bằng cách sử dụng lực lượng ủy nhiệm ở Liban, Syria, Iraq, Yemen. Ngoài ra, ông Hagari nói thêm rằng tòa nhà bị cháy chỉ là nơi ở của lực lượng COAT thuộc IRGC, chứ không phải đại sứ quán và cũng không có vai trò lãnh sự. IRGC hôm 1 tháng 4 đã tiết lộ danh tính 7 người thiệt mạng trong vụ không kích, bao gồm tướng Mohammad Reza Zahedi, chỉ huy cấp cao IRGC, chuẩn tướng Haji Rahimi, cấp phó của ông Zahedi, và 5 cố vấn quân sự thuộc lực lượng COAT của IRGC là ông Hossein Amanolahi, ông Seize Mahdi Jalalati, ông Mohsen Sadaquat, ông Ali Adha Babaei và ông Syed Ali Salehi Zobahani. Theo tờ Tehran Times, ông Zahedi, nhân vật cấp cao nhất trong 7 người thiệt mạng, là một nhà lãnh đạo quân sự rất được kính trọng ở Iran. Từ năm 2010, ông này đã bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt vì đóng vai trò là người liên lạc với nhóm vũ trang Hezbollah, Liban và các cơ quan tình báo Syria. Ông Zahedi cũng được cho là đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển giao vũ khí của Iran cho Hezbollah. Trong khi đó, ông Rahimi, nhân vật cấp cao thứ hai thiệt mạng trong đợt không kích, phụ trách điều phối hoạt động hỗ trợ các cuộc nổi dậy của người Palestine. Ngày 1 tháng 4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết Washington không có xác nhận chính xác về mục tiêu hoặc bên chịu trách nhiệm. Ông Miller cho biết, trước khi chúng tôi thu thập thông tin về chính xác chuyện này là gì, tôi không muốn nói cụ thể về nó. Tất nhiên, chúng tôi luôn lo ngại về bất kỳ điều gì có thể làm leo thang xung đột trong khu vực. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga lên án mạnh mẽ vụ tấn công, nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào các cơ sở ngoại giao và lãnh sự đều không thể chấp nhận được. Vụ tấn công hôm 1 tháng 4 có thể là do nước tràn ly. Về mặt nguyên tắc, Đại sứ quán Iran được xem như đại diện cho lãnh thổ có chủ quyền của Iran. Bên cạnh đó, ông Zahedi là một thành viên cấp cao của IRGC, do đó vụ tấn công trên khiến phía Iran phẫn nộ. Ngày 1 tháng 4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Nasser Kanaani, lên án mạnh mẽ cuộc tấn công trên. Ông cho rằng cuộc tấn công đã vi phạm trắng trợn các quy định quốc tế, đặc biệt là Công ước Viên về quan hệ ngoại giao năm 1961. Vụ không kích trên xảy ra sau loạt cuộc tấn công gần đây của Israel nhằm vào IRGC và nhóm vũ trang Hezbollah tại Syria.
lãnh đạo Iran và Hezbollah nhiều lần cảnh báo sẽ đáp trả các cuộc tấn công này. Hezbollah đã giao tranh với lực lượng Israel kể từ ngày 8 tháng 10 năm 2023. Trong gần 6 tháng qua, dù có những lúc xung đột căng thẳng, nhưng Hezbollah đã tìm cách tránh xung đột toàn diện với Israel, với chủ ý ngăn xung đột lan rộng ra toàn khu vực. Trong gần 6 tháng, nhóm này đã vượt qua ranh giới mỏng manh giữa việc cố gắng hạn chế phạm vi hoạt động của phiến quân ở khu vực biên giới, trong khi tìm cách thực thi các biện pháp trả đũa theo quy tắc tương xứng. Nhưng điều này trở nên khó khăn hơn khi Israel tấn công các mục tiêu xa hơn nhiều so với khu vực biên giới với tần suất ngày càng tăng, chẳng hạn như các cuộc không kích của Israel nhằm vào một thành phố lớn ở miền đông Liban trong tuần trước. Tuy nhiên, lập trường này của Hezbollah có thể sẽ bị lung lay sau cuộc không kích hôm 1 tháng 4. CNN cho rằng Iran và Hezbollah có thể sẽ trả đũa cuộc không kích này. Điều này có thể đẩy khu vực Trung Đông đến bờ vực của một cuộc xung đột lan rộng. Tuy nhiên, ông Stephen Cook, nhà phân tích tại Tổ chức Nghiên cứu Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ, cho rằng vụ tấn công sẽ khiến tình hình khu vực leo thang. IRGC có thể nới lỏng các hạn chế đối với các lực lượng ủy nhiệm ở Iraq và Syria, khiến lực lượng Mỹ một lần nữa gặp nguy hiểm. Phía Iran cũng có thể đề nghị Hezbollah leo thang các cuộc tấn công vào Israel, quốc gia đang có những hành động ngày càng táo bạo hơn. Ông Cook nói, về phần mình, Iran đã lập tức đe dọa trả đũa Israel sau khi đổ lỗi cho nước này về cuộc không kích chết người vào đại sứ quán nước này ở Damascus. Đại sứ Iran tại Damascus, Hossein Akbari, cáo buộc Israel về các cuộc tấn công, nói rằng tòa nhà đã bị nhắm mục tiêu bởi 6 tên lửa từ máy bay chiến đấu F-35 của Israel. Truyền thông nhà nước Syria, thông tấn xã Syria Arab cũng đưa tin rằng một hành động xâm lược của Israel nhắm vào chiều ngày 1 tháng 4 tại một tòa nhà ở khu phố Mekzeg ở Damascus gây ra sự tàn phá lớn. Đại sứ Akbari cho biết cuộc tấn công của Israel đã đi ngược lại tất cả luật pháp quốc tế và Iran sẽ quyết đoán trong phản ứng của chúng tôi. Theo ông Akbari, đây có lẽ là lần đầu tiên Israel cho phép mình tấn công tòa nhà chính thức của Đại sứ quán Cộng hòa Hồi giáo Iran, nơi có lá cờ của Cộng hòa Hồi giáo được treo trên đó. Theo một tuyên bố của IRGC, 7 quan chức của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo đã thiệt mạng trong vụ tấn công, bao gồm các chỉ huy cấp cao của Iran, Mohammad Reza Zahedi và Mohammad Hadi Haji Rahimi. Theo hãng tin bán chính thức của Iran, Tasnim News, ông Haji Rahimi được cho là điều phối viên của lực lượng Quds. Hãng tin Fars News dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani cho biết Iran bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp đáp trả và sẽ quyết định hình thức phản ứng, cũng như trừng phạt đối với kẻ xâm lược. Vừa rồi là những thông tin chính của chương trình hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực mang đến những thông tin nóng, chính xác và hữu ích nhất cho quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau.